Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở năm 2022. Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị phải đảm bảo tính công khai minh bạch, phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ công chức viên chức người lao động trong hoạt động của cơ quan, gắn liền với công tác lãnh đạo của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng. Để thực hiện được mục tiêu này, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao